Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 7. Bài chữ D, chữ E. Chúng ta quan sát. Đây là cái đe. Còn đây là cái búa. Cái đe chúng ta dùng để kê các đồ vật để ta lấy búa ta đập. Khi chúng ta muốn đập một cái đồ vật gì, chúng ta đặt lên đây, đúng không? Bằng sắt chẳng hạn, cứng ấy, đặt lên cái đe này và chúng ta lấy cái búa chúng ta đập lên. Đây gọi là cái đe. Vậy ta có tiếng là tiếng đe. Tiếng đe. Tiếng đe gồm âm D đứng trước, âm E đứng sau. Ta đánh vần D, E, đe. D, E, đe. Đe. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm xem trong các hình này tiếng nào ghi có âm D. Hình 1 là cái đèn. Vậy ta có tiếng đèn. Vậy tiếng đèn có âm D. Tiếp theo hình 2 là quả đỗ. Vậy ta có tiếng đỗ. Tiếng đỗ cũng có âm D. Hình 3 là đây là con ngỗng. Con ngỗng có tiếng ngỗng. Tiếng ngỗng không có âm D. Tiếp theo, hình 4 là hòn đá. Ta có tiếng đá. Tiếng đá có âm D. Hình 5 là lọ hoa. Vậy ta có tiếng lọ. Cái lọ đúng không? Không có âm D. Hình 6 là cái đàn. Đây là đàn guitar. Vậy ta có tiếng đàn. Tiếng đàn có âm D. Như vậy ở bài này các tiếng có âm D đó là đèn, đỗ, đá, đàn. Chúng ta sẽ tìm thêm các tiếng có âm D ở ngoài bài. Có rất nhiều, chúng ta sẽ tự tìm. Như vậy hôm nay chúng ta đã học hai tiếng mới, hai âm mới, đó là âm D và âm E. Như vậy chúng ta đã học được các âm, đó là âm O, O, Ơ, D, D, E. 6 âm. Và các chữ ghi âm đây là các chữ viết in hoa. Chúng ta sẽ sang bài số 3. Tìm tiếng có âm E. Âm E. Ở hình 1 là con ve. Vậy ta có tiếng ve. Tiếng ve có âm E. Hình 2 là quả me. Vậy ta có tiếng me. Tiếng me cũng có âm E. Hình 3 là cái xe đạp. Vậy ta có tiếng xe. Tiếng xe cũng có âm E. Hình 4 là con chim. Con chim này là con chim. Tiếng chim này. Con chim này là con chim sẻ. Vậy ta có tiếng sẻ đấy. Vậy cũng có âm E. Hình 5 là quả dứa. Ta có tiếng dứa. Vậy tiếng dứa không có âm E. Hình 6 đây là cây tre. Bụi tre đúng không? Vậy ta có tiếng tre. Vậy ta có tiếng tre có âm E. Như vậy ta có các tiếng có âm E ở bài này.
đó là ve, me, xe, xẻ, che. Phần 4 là tập đọc. Quan sát bức tranh, ta thấy đây là cây đa. Vậy ta có tiếng đa. Hình 2 là người này đang lái thuyền, đúng không? Lái thuyền đấy, đưa người này sang sông, chính là người lái đò, đúng không? Chúng ta hay gọi là người lái đò trên sông. Đây chính là đò, đúng không? Vậy ta, đây là cái đò, đúng không? Ta sẽ có tiếng đò. Và đây, chúng ta thấy là các bạn nữ này, hình 3 này, cái bạn nữ này đang ở đây có dấu chấm hỏi đấy, đây chính là hỏi, đúng không? Và đang làm gì đây? Đang đố chúng ta, đúng không? Đố. Vậy đây là có tiếng đố. Tiếp theo ta thấy hai cái ghế này nó bị đổ. Như vậy ta có tiếng đổ. Vậy ta có chữ ghi tiếng đổ. 5. Hình 5, đây là hạt rẻ. Như vậy ta có tiếng rẻ. Vậy ta sẽ đọc các tiếng này. Đa, đờ, a, đa. Đờ, o, đo, huỳnh, đò. Đò. Đấy, bạn nào không biết đọc trơn thì chúng ta đã phân đọc đánh vần, sau đó là chúng ta sẽ đọc trơn. Ví dụ ở đây, đố là đọc trơn, đúng không? Nếu ta biết đọc, ta đọc luôn là đố. Nhưng chúng ta không biết đọc thì chúng ta sẽ ghép vào. Chúng ta viết đọc từ trái sang phải. Và ta đọc dấu thanh sau cùng. Đờ, ô, đô, sắc đố. Đố. Đờ, ô, đô, hỏi đổ. Đổ. Giờ, em dê hỏi rẻ. Rẻ. Đa, đò. Đố. Đổ. Rẻ. Trong cái từ tiếng vừa đọc này, các tiếng có vần cái âm vừa mới học bài mở trong bài hôm nay là âm đờ, là có tiếng đa, tiếng đò, tiếng đố, tiếng đổ là có âm đờ, là mới học. Còn tiếng rẻ là có âm e, là từ mới, là tiếng âm mới hôm nay. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ viết đọc lại bài trước khi chúng ta viết. Chúng ta sẽ đọc các bài, các tiếng mà có âm đờ, âm e. Đe. Đèn. Đỗ. Đá. Đàn. Chúng ta đọc các âm ở dưới này. O, ô, ơ, giờ, đờ, e. Ve. Me. Xe. Sẻ, che. Đa, đò, đố, đổ, rẻ. Tiếp theo là chúng ta sẽ tập viết các âm và các tiếng mới hôm nay. Đó là âm đờ, âm e, tiếng đe. Ta viết, nay ta học thêm hai số, viết thêm hai số, đó là số 0 và số 1. Âm đờ viết giống như âm giờ, gồm một nét cong kín, cao, hai ô ly và rộng một ô ly rưỡi. Và một nét móc ngược đặt trên đường kẻ 5, ta viết nét móc ngược sát với lại nét cong kín. Dừng bút trên đường kẻ 2. Ta viết một nét thẳng ngang ở giữa trên đường kẻ 1, 2, 3, 4, trên đường kẻ 4. Cắt ngang cái nét móc ngược này. Đấy. Nó sẽ cắt hai cái đường này nhé. Nó chạm hai cái đường này, hai đường kẻ dọc này. Tiếp theo ta viết chữ ghi âm e. Chữ ghi âm e gồm kết hợp bởi hai nét là nét cong trái, à nét xiên trái và nét cong nét xiên trái và nét cong trái. Đặt bút
Đây tôi viết liền đây, chỗ này luôn. Nó viết sang đây. Nó viết lên trên này, viết lên trên này dưới tự viết chữ đe, tiếng đe ta viết ở dưới dưới này. Ta viết đây. Đặt bút bên trên đường kẻ một một chút. Ta sẽ viết một nét cong. À, nó xiên xiên trái này. Sau đó ta viết nét cong trái. Dừng bút ở giữa ô ly thứ 11 này, ô ly thứ nhất đấy. Giữa ô ly thứ nhất. Chúng ta sẽ viết lại chữ này. Đấy. Chú ý cái chỗ này nhé. Chúng ta sẽ viết cho nó sát vào cái góc này. Sát vào cái góc này. Chữ E này sẽ cao 2 ô ly và rộng 1. Từ chỗ đường kẻ này sang đây là ô ly rưỡi. Và đây một chút nữa sang bên này, bên trái này. Hơn 1 ô ly. Tiếp theo ta viết tiếng đe. Tiếng đe gồm âm đờ đứng trước và âm e đứng sau. Ta chú ý nét nối giữa âm đờ sau âm e. Bình thường là ta hất lên đây đúng không? Nhưng mà ta sẽ nối luôn sang đây, sang con chữ e luôn. Sau đó ta mới viết cái nét thẳng ngang của con chữ đờ. Cái khoảng cách từ cái chữ đờ này sang chữ e này nó sẽ là 1 ô ly, nó rộng khoảng 1 ô ly. Tiếp theo ta viết số 0 với số 1. Số 0 không, nó là một nét cong kín. Nó khác với chữ O. Nó sẽ cao 4 ô ly. Và rộng 2 ô ly. Đặt bút bên dưới đường kẻ 4, 5, 1, 2, 3, 4, đường kẻ 5 một chút. Tôi sẽ viết một nét cong kín. Nét cong kín này sẽ rộng, sẽ cao là 4 ô ly. Rộng 2 ô ly. Đấy. Tiếp theo ta viết số 1. Số 1 sẽ cao 4 ô ly và rộng 1 ô ly. Đặt bút trên cái đường kẻ 4. Đường kẻ ngang 4. 1, 2, 3, 4. Ở cái góc này. Đúng góc này. Ta viết một nét xiên trái. Hơi lượn lượn một chút. Chứ không phải thẳng đuột lên, thấy chưa? Hơi lượn một chút. Tiếp theo ta viết đổi chiếu bút. Ta sẽ viết nét thẳng từ trên xuống dưới đường kẻ 1. Từ trên đường kẻ 5 này xuống dưới đường kẻ 1. Thẳng theo cái đường kẻ này. Viết lại số 1 này. Dừng bút ở trên đường kẻ 1, đường kẻ đậm đấy.